Xin chào các bạn đã lại với kênh Anh Công Nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một game, đó game Monster Contest. Game này là để mình nhìn thấy giáo diện nó rất giống game Pokemon nha. Đây, một game này là có trên Android. Đây là chỉ có phiên bản chính thức đâu, chỉ là phiên bản dạng là thử nghiệm đây. Đây thì mình vào server chính nha. Chính này. Đấy. Pokemon New World kìa. Nhìn hình ảnh kìa. Bắt đầu nha. Đây là tải dung lượng này. Đây là mình chơi lần đầu tiên luôn, mình chưa tiến lên đầu chơi cả. Mình không biết cái game này nó ở server nào luôn. Đây, giờ chơi mình chiều luôn. À, như là chọn này. Thì mình chọn cái thằng thằng đội mũ này. Đây, đây, đây cách chung này. Đó, mình chọn nhân vật nha. À, sẽ chơi gái chọn Misty này. Đấy. Thì mình chọn tên này cho nó giọng cái truyền tranh truyền mình hay đọc nha. Rồi. Đấy. Mình đổi tên này. Anh Công Nhân nha. Không có dấu đi. À rồi chứ. Đấy. Hình ảnh thì có vẻ là đơn giản đấy. Rồi nó bắt là nhiệm vụ này. Như vậy kiểu ở truyền Nhật Bản, truyền Nhật Bản nhỉ. Đây, Pikachu cho đây, mẹ này, mom này. Game này còn có lực chiến nè, Power 256 kìa. Người chơi cũng đông như kia. Game này hình ảnh rất là giống giống phim hình nhá. Bỏ qua này. Rồi nó cho mình cái cái clip bon này là mấy cái bắt thủ đây. Game thì mới vào có game nào như game nào thôi, là nhiệm vụ thôi. Đây tại ông nội bác sĩ kia. Đó, nó cho mình ba con. Đây mình thích chọn con nào. Đó, tiếng hỏa kia. Đây là con ít nha. Ok, rồi. Mình cho âm thanh to lên chút nha. Hay gì? Pikachu nha. Pikachu à. Thank you.
chơi này còn buồn lắm, mà game bỏ mọi người chơi đất đóng này. Đấy, anh thấy hình như ai cũng tạo cái tên thằng này. Viradian City à, thành phố à. Đây. Đây có bóng chuột này. Có nên cái gì à? Làm gì ta? Cái này cái monster con tắt nha. Đây là cái mở ra mắt cái này cái lúc đó mình nhớ đóng kia là một bầy nha. Thank you.
Tự đi, đi mình đi qua cổng mình sẽ để mình hát nói luôn nha. Yeah.
Thank you.
Mình xin nhắc lại, đây là game món tôi công tác, một game cuộc thể loại Pokemon nha.